Ý Tim mến chào quý vị thính giả thân yêu của podcast Thanh Niên, chương trình nghe nhanh 6 giờ. Một ngày mới lại đến và còn vui hơn khi hôm nay là ngày cuối tuần nữa. Hy vọng quý vị sẽ có ngày thứ bảy thật may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống. Và người đồng hành cùng Ý Tim hôm nay vẫn là gương mặt quen thuộc, đó là anh Lê Nam. Lê Nam xin gửi lời chào buổi sáng đến quý vị. Chào Yến Thi, chúc mọi người sẽ có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui và bình an. Quý vị hãy nhớ nha, nghe nhanh 6 giờ luôn chờ đón mọi người trong khung giờ quen thuộc là 6 giờ sáng mỗi ngày. Đừng bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào của chương trình. Thưa quý vị, hôm nay là ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone. Vào tháng 12 năm 1994, phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết số 49, lấy ngày 16 tháng 9 là ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone. Hàng năm, tất cả các nước thành viên đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm trọng thể. Ngày quốc tế và bảo vệ tầng ozone là dịp để các quốc gia trên thế giới tăng cường nhận thức và có những hành động thiết thực bảo vệ tầng ozone, giữ gìn môi trường sống của nhân loại vì sự phát triển bền vững. Trong điều kiện của một nước đang phát triển và chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã và đang thể hiện nỗ lực cao của quốc gia trong các hoạt động bảo vệ tầng ozone và góp phần giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Mong rằng trong hôm nay thì mỗi người chúng ta sẽ có những hành động thiết thực nhất để góp phần hưởng ứng ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone. Bởi hơn bao giờ hết, chính chúng ta mới là những người có thể bảo vệ sự sống cho mình trong thời đại công nghiệp như hiện nay. Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua nội dung chính của ngày nhanh sáng nay. Đã xác định tác nhân chính gây bùng phát bệnh đau mắt đỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Triệt phá đường dây hoa hậu, người mẫu, TikToker bán dâm. Chó bét rê mắc bệnh dại cắn hai học sinh tiểu học ở Đắk Nông. Thiết bị phòng cháy chữa cháy, cháy hàng sau vụ cháy chung cư mini. Những mặt hàng nào đang được săn tìm sẽ có trong góc nhìn sáng nay. Chỉ trong một ngày, các đại gia chốt hơn 82 tỷ đấu giá biển số siêu đẹp. Thông tin này sẽ có trong nước mạng. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức đầu tiên của điểm tin trong nước. Thưa quý vị, hôm qua 15 tháng 9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm có tải lượng virus phù hợp. Đã xác định virus Coxsackie A24 chiếm 86%, virus Human Adeno 54 chiếm 11% và virus Human Adeno 37 chiếm 3% là những tác nhân gây ra đợt bùng phát đau mắt đỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tất cả 6 mẫu dương tính virus Entero đều cho kết quả là virus Coxsackie A24. Trong số 5 mẫu dương tính với virus Adeno, phát hiện 4 mẫu là virus Human Adeno 54 và 1 mẫu là virus Human Adeno 37. Theo số liệu nghiên cứu, các virus Adeno, Coxsackie và Entero 70 là những biến thể được phát hiện ở các trường hợp gây bùng phát bệnh đau mắt đỏ trên thế giới. Riêng năm 2020, Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội đã báo cáo tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ tại thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2017-2019 thuộc nhóm virus Adeno. Viêm kết mạc xuất huyết là biểu hiện chủ yếu trong đợt dịch đau mắt đỏ hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia mắt khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng các thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid. Phòng Cảnh sát Hình sự tức PC02, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá một đường dây môi giới bán dâm, trong đó có hoa hậu và hoa khôi các cuộc thi sắc đẹp. Công an xác định Nguyễn Thành Liêm, 34 tuổi, ngụ Cà Mau và Hà Thụy Vân Anh, 23 tuổi, ngụ quận 7, cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm. Giá bán dâm lên đến 200 triệu đồng mỗi lượt, đáp ứng các nhu cầu của khách mua dâm như đi tour, đi nhanh, qua đêm. PC02 xác định nhóm đối tượng hoạt động khá kín kẽ. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thuê mướn các căn hộ cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt làm nơi mua bán dâm. Để thu hút gái bán dâm tham gia vào đường dây mại dâm do mình quản lý, các đối tượng xây dựng hình ảnh sang chảnh, thường xuyên đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu đắt tiền để lôi kéo, tiếp cận các người đẹp mua bán hàng. Chú ý các cô gái trẻ đẹp có danh tiếng, danh hiệu nhằm lôi kéo vào đường dây. Theo lời khai, các đối tượng đã liên hệ với nhiều gái bán dâm, trong đó có người mẫu, hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi, người mẫu, hoa hậu để gửi cho khách mua dâm. Nhiều hoa hậu, á khôi, hot girl, người mẫu, TikToker tham gia bán dâm với giá từ 45 triệu đến hơn 200 triệu đồng một lượt. Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm.
Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1.000 đô la Mỹ đến 2.000 đô la Mỹ. Đối với gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu, người mẫu. Mở rộng đấu tranh, PC02 phối hợp PC02 Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và PC02 Công an tỉnh Hưng Yên chia nhiều mũi truy xét và đã bắt giữ hai đối tượng có liên quan là Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội và Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên. Hôm qua ngày 15 tháng 9, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đức tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định con chó béc dê mắc bệnh dại đã cắn hai học sinh tiểu học đang đứng trước cổng trường. Hiện chính quyền đã thông báo đến tất cả tổ dân phố trên địa bàn về hình ảnh con chó mắc bệnh để người dân có biện pháp phòng tránh nếu trước đó đã tiếp xúc hoặc bị con chó này cắn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đức cho biết chính quyền đã phát thông báo tìm chủ sở hữu của chó béc dê đã bị tiêu diệt trước đó nhưng hiện nay vẫn chưa có ai đứng ra nhận. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và cơ quan liên quan lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Đất Việt Đà Lạt, gọi tắt là công ty Đất Việt, do tự ý mở đường xuyên rừng để kéo cáp điện và khu vực dự án du lịch của công ty này trong khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Trước đó, chiều 14 tháng 9, ông Phúc cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đến kiểm tra thực tế hiện trường công ty Đất Việt sang ủi đất mở đường xuyên rừng. Căn cứ hiện trạng và hành vi vi phạm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư dự án tạm dừng thi công hệ thống điện ngầm, khắc phục ngay hậu quả, hoàn nguyên hiện trường, trồng lại cây rừng, tuyệt đối không để hình thành đường trên đất rừng trái quy định. Đồng thời chỉ đạo giao Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Hồ Tuyền Lâm chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan sớm có phương án tháo gỡ khó khăn để công ty Đất Việt có đường chở vật tư, vật liệu xây dựng vào khu vực dự án du lịch mà đơn vị này đang thực hiện. Và đó là những tin tức đầu tiên. Tiếp theo, mời quý vị đến với Góc nhìn sáng nay. Như đã nhắc đến trong các chương trình trước đây, sau thảm kịch cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người không tránh khỏi những lo lắng bất an đối với thi hơi. Nhất là những cư dân đang sống trong những không gian tương tự thì nỗi lo này càng thêm chồng chất. Vâng, đúng rồi anh Nam ạ. Nên là hiện nay, nhiều người đã chủ động tìm mua những đồ vật, vật dụng phòng cháy chữa cháy để ứng phó với hỏa hoạn. Thang dây, mặt nạ chống độc, các thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện là những sản phẩm cháy hàng trên các sàn thương mại điện tử, trên các hội nhóm cư dân sống tại các chung cư. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng đổ xô đến mua trực tiếp tại các cửa hàng, các chợ để chủ động ứng phó trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Và theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã đi mua thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trong ngày 14 tháng 9, rất đông người dân đã đến mua các thiết bị này tại cửa hàng Trung tâm Thiết bị Phòng cháy chữa cháy 4/10 thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh. Nhân viên tại cửa hàng này cho biết họ phải làm việc hết công suất. Nhiều sản phẩm như mặt nạ chống khói hiện đã hết hàng. Cùng chung nỗi lo như nhiều người dân khác, anh Trần Văn Bộ ở quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Mình thấy mấy hôm nay báo chí ngoài Hà Nội bây giờ cháy nổ nhiều quá, diễn ra quá phức tạp và thấy rất nguy hiểm đến tính mạng của con người. Thành ra là hôm nay mình đến chỗ công ty phòng cháy chữa cháy 4 tháng 10 để mình tìm hiểu và mua một ít thiết bị về tự phòng cháy chữa cháy cho bản thân cũng như gia đình. Đến đây để mua cái mặt nạ chống độc và cái áo để chống cháy, nhưng mà hiện tại thì cái mặt hàng nó đang rất là hiếm. Mình chỉ mua được có mỗi cái mặt nạ chống độc thôi. Còn cái áo chống cháy thì hiện tại là cửa hàng đang hẹn, chưa có. Một vài bữa có thì mình sẽ đến lấy. Thực sự thì mình rất là lo lắng và hoang mang cho cả gia đình và cũng như mọi người. Về cái quan trọng nhất là phải có cái tính tự giác và về phòng cháy và chữa cháy cho cả mình, gia đình cũng như là cả toàn bộ cư dân của chung cư. Sau khi nghe tin về sự việc thương tâm xảy ra ở Hà Nội, làm 56 người thiệt mạng, anh Thiện, một cư dân chung cư ở huyện Bình Chánh, đã đưa vợ và hai con đi mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy để chủ động bảo vệ mình nếu không may có hỏa hoạn xảy ra. Mình đến đây mua cái mặt nạ phòng độc này, kiếm cái thang dây đó, thang dây khoảng cỡ khoảng 20 mét được rồi. Thang dây để mình trèo qua ban công, mình có thể thoát hiểm được. Thực ra lượng hàng bây giờ đang hết rồi.
có 3 cái mình lấy luôn, là cả 3 cái là hết rồi, hết hàng rồi. Nói chung là bà con mọi người lên tranh thủ để đi mua thủ cho mình, cho gia đình mình. Thực ra mình nghĩ trước đó rồi nhưng mà mình cũng lu bu rồi mình quên đi. Chứ sau cái vụ mà Hà Nội thì nó căng thẳng quá, các em nhỏ cũng phải an toàn cho mấy em nhỏ đó. Đặc biệt là ở chung cư và các công trình mà chặt, thứ nhất là đông người ấy, ở đông người mà diện tích nhỏ ấy, mình sẵn sàng để chuẩn bị mọi thứ để có chuyện gì bất chắc mình sẽ tìm cách thoát thân cho gia đình mình, cho mình. Không riêng gì những người ở chung cư, nhiều hộ dân ở nhà mặt phố cũng tìm mua các thiết bị phòng cháy chữa cháy và xem đó không khác gì thẻ bảo hiểm y tế. Bà Trần Thị Ngọc Trân ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Đi mua đồ dụng cụ phòng cháy chữa cháy thì nó giống như là mình đi mua bảo hiểm y tế vậy, có nghĩa là mình mua mà không ai muốn sử dụng hết. Thông thường thì bình chữa cháy vậy là người dân nào cũng là sử dụng và xài được, rất là tiện lợi. Còn cái mặt nạ đồ này kia là phải qua một cái lớp tập huấn, là phải đeo mặt nạ như thế nào, sử dụng như thế nào, phải có hướng dẫn. Vâng ạ, chuẩn bị thì không bao giờ là thừa, phải không anh Nam? Ý thì thấy là việc chuẩn bị để giữ mạng sống cho bản thân và gia đình trong mọi tình huống luôn phải được đặt lên hàng đầu. Hoàn toàn đồng ý nha Yến Thi ơi, và theo khuyến cáo thì chính những cái thay đổi trong suy nghĩ, quan tâm hơn đến những yếu tố an toàn hay là chuẩn bị kỹ năng và thiết bị sẽ giúp chúng ta ứng phó kịp thời khi có hỏa hoạn xảy ra. Và câu chuyện về phòng cháy chữa cháy cũng đã khép lại góc nhìn sáng nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với nước mạng. Thưa quý vị, sau phiên đấu giá thứ nhất thất bại vì sự cố kỹ thuật, hôm qua ngày 15 tháng 9, phiên đấu giá 11 biển số xe ô tô siêu đẹp đã được tổ chức lại. Phiên đấu giá này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đã choáng váng khi có người bỏ ra số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng để sở hữu một biển số. 17 giờ chiều hôm qua, phiên đấu giá biển số xe ô tô lần thứ nhất kết thúc với việc đấu giá thành công 3 biển số ở lượt cuối cùng. Với 11 biển số xe ô tô của 10 tỉnh thành được đưa ra đấu giá, các đại gia đã chốt tổng cộng hơn 82 tỷ đồng. Trong số này thì các biển số có giá cao ngất ngưỡng như 51K88888 của thành phố Hồ Chí Minh hơn 32 tỷ đồng, 30K55555 và 30K56789 của Hà Nội lần lượt hơn 14 tỷ đồng và hơn 13 tỷ đồng, 36A99999 của Thanh Hóa hơn 7 tỷ đồng, 99A66666 của Bắc Ninh hơn 4 tỷ đồng. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã thông tin tới báo chí về kết quả thực hiện. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an sẽ ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá. Tiếp đó, Bộ Công an gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Ngay sau khi nhận đủ số tiền, Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. Cục Cảnh sát Giao thông đánh giá, đấu giá biển số xe ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích. Việc khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số, còn tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và công khai, minh bạch trong công tác đăng ký, quản lý xe với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân. Thật sự anh cũng hơi choáng váng trước độ giàu có và chịu chi của các đại gia quá thì ơi. Không thể tin nổi là một biển số xe lại có thể được mua với giá mấy chục tỷ. Nhưng mà dù sao thì cũng rất là vui là ngân sách nhà nước sẽ được tăng thêm khi các phiên đấu giá được tổ chức công khai, minh bạch như vậy. Dạ đúng vậy đó Nam ơi, cứ làm công khai minh bạch như vậy thì chắc chắn sẽ tạo được niềm tin nơi người dân. Ai có nhu cầu sở hữu biển số đẹp, có điều kiện thì cứ mạnh dạn đăng ký quý vị nhé. Sau đây là điểm tin giải trí. Thưa quý vị, một tin vui cho người hâm mộ bộ phim One Piece, phiên bản người đóng của Netflix khi nền tảng trực tuyến này cho biết đang thực hiện tiếp mùa 2 khi mùa đầu ra mắt vào ngày 31 tháng 8 và gây sốt trên toàn cầu.
Trong video thông báo cho khán giả, Oda Ichiro, cha đẻ bộ truyện One Piece, đồng thời là nhà sản xuất của loạt phim chuyển thể người đóng cùng tên cho biết, mùa 2 đang được anh và cộng sự thực hiện. Tác giả cho biết đã làm việc trong thời gian dài với Netflix và Tomorrow Studios, tức hai studio sản xuất phim. Mọi người trên thế giới đang yêu thích loạt phim này. 2 tuần sau khi loạt phim ra mắt, tác giả cho biết mình nhận được tin Netflix quyết định làm tiếp mùa mới cho loạt phim người đóng này. Inagi Goroi và thuyền trưởng Mũ Rơm, bản người đóng, sẽ tiếp tục dong bườm ra khơi. Oda Ichiro chia sẻ, mình đã sẵn sàng bắt tay vào kịch bản. Chỉ sau 2 tuần ra mắt khán giả toàn cầu, One Piece bản người đóng ngay lập tức gây bão nền tảng trực tuyến. Hiện phim đang nằm trong top 10 phim ăn khách nhất toàn cầu và đang xếp vị trí đầu tiên trong top 10 loạt phim ăn khách nhất trên Netflix Việt Nam. Không biết là Yến Thi đã coi qua phim này chưa nhỉ? Yến Thi cũng đã xem qua được vài tập rồi và phải công nhận một điều là phiên bản người đóng có tạo hình y chang như là các nhân vật trong truyện luôn. Có thể nói đây chính là điểm cộng lớn nhất của phim, gây thiện cảm ở nơi người xem. Chính xác, quý vị thính giả nào chưa xem qua thì có thể theo dõi trên Netflix nha. Tiếp nối chương trình là các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, hãng tin AFP đưa tin cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA chính thức gia nhập cuộc tìm kiếm các vật thể bay không xác định UFO. Đồng thời, bổ nhiệm ông Mark McInerney là người đứng đầu chương trình này. Đảm nhiệm các vị trí trong chính phủ từ năm 1996, ông Mark McInerney đóng vai trò là người liên lạc của NASA với Lầu Năm Góc về các vấn đề UFO, được NASA sau này gọi là hiện tượng trên không chưa xác định UAP. Tuy nhiên, ngay cả khi NASA đã khám phá bầu trời từ lâu, việc săn lùng nguồn gốc, danh tính và mục đích của ngày càng nhiều vật thể bay không giải thích được trên trái đất đang gặp phải những thách thức chưa từng có. Các phi công quân sự và dân sự liên tục đưa ra vô số báo cáo về những cảnh tượng lạ, nhưng hàng thập niên phim ảnh và sách khoa học viễn tưởng về người ngoài hành tinh đã khiến toàn bộ chủ đề này bị nhiều người cười nhạo. Chính phủ Mỹ đã bắt đầu xem xét các vấn đề về UAP một cách nghiêm túc hơn trong những năm gần đây. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố số liệu mới cho thấy số người thọ 100 tuổi trở lên ở nước này ước tính đạt mức kỷ lục hơn 92.100 người. Dẫn đầu số người từ 100 tuổi trở lên ở Nhật Bản là phụ nữ, chiếm 88,5%. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật cho hay số người từ 100 tuổi trở lên tính đến ngày 15 tháng 9 đã tăng 1.613 người so với cách đây một năm, đánh dấu mức tăng hàng năm thứ 53 liên tiếp. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật công bố số liệu mới trước ngày tôn trọng người cao tuổi ở nước này ngày 17 tháng 9. Người phụ nữ lớn tuổi nhất tại Nhật hiện nay là cụ Fusa Tatsumi, 116 tuổi, ở tỉnh Osaka. Và đó là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Như thường lệ, phần cuối chương trình sẽ là dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Thưa quý vị, tại Hà Nội hôm nay, nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Còn tại phía Tây Bắc Bộ, hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất sẽ từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Còn tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực phía Nam, đồng bằng, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ.
Cuối cùng là khu vực Nam Bộ, hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của Nghe Nhanh 6 giờ podcast Thanh Niên đã hết. Yến Thi và Lê Nam cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Một lần nữa, Yến Thi chúc quý vị có một cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình và người thân quý vị nhé. Lê Nam cũng chúc quý vị sẽ bắt đầu ngày mới thật vui nhé. Ngay sau Nghe Nhanh 6 giờ sẽ là bản tin về tình hình giao tranh Nga-Ukraine được phát vào lúc 6 giờ 30 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị hãy đón theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.